đội tuyển nữ Việt Nam hứng khởi khi tập luyện trên bãi biển. Hôm nay, 13.3, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có ngày tập luyện thứ 3 tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Các thành viên đều hứng khởi khi được tập luyện tại bãi biển. Hôm nay là ngày tập luyện thứ 3 của đội tuyển nữ Việt Nam, họ bắt đầu với các bài tập thể lực về sức bền tại bãi biển Tuấn Mai, thành phố Cẩm Phả. Cách nơi đóng quân của đội 20 phút di chuyển. Huấn luyện viên Mai Đức Trung và ban huấn luyện lên kế hoạch với nhiều bài tập nâng cao thể lực, sức bền và sức mạnh cho các cầu thủ để đảm bảo kết quả tốt nhất cho các giải đấu trong năm. Thời tiết tại thành phố vùng Đông Bắc hôm nay khá đẹp khi trời mát ít nắng. Lần đầu tiên có tên trong danh sách tập trung đội tuyển, cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa cho biết dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cô sẽ cố gắng tập luyện và hòa nhập cùng các chị. Vũ Thị Hoa được bầu chọn là cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất của giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2022. Cầu thủ Vũ Thị Hoa chia sẻ, lần đầu tập trung đội tuyển, tôi cũng thấy hơi run nhưng sau khi lên tuyển, tôi được ban huấn luyện cùng các chị hỗ trợ rất nhiều. Tôi đã hòa nhập khá tốt cùng với đội. Mục tiêu của tôi là cố gắng tập luyện thật tốt và nỗ lực để có tên trong danh sách cầu thủ thi đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tới đây. Nếu được huấn luyện viên Mai Đức Trung và ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình để cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam. Giáo án tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam trong tuần tập trung đầu tiên được đan xen giữa các bài tập sức bền chung, sức mạnh và kỹ chiến thuật. Giai đoạn này sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 3, trước khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung trở về Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội và chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.